Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 7 đến câu 10. Chúa Giêsu nói: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi ăn hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay là một bài học Chúa Giêsu muốn trao gửi cho mỗi chúng ta về việc biết chu toàn bổn phận. Vì là thân nô lệ được chủ chuộc về, anh phải làm mọi việc theo lệnh chủ. Công việc hàng ngày của anh: sáng ra đồng làm, chiều về lo cơm nước cho chủ. Vậy có bao giờ người đầy tớ thi hành việc chủ xong chờ đợi được khen thưởng, đòi lương bổng hay bất cứ ân huệ nào đó chăng? Thực ra thì người đầy tớ không bao giờ được phép đòi hỏi công trạng, vì đó là bổn phận của anh. Người chủ cũng không phải biết ơn vì người đầy tớ hoàn thành việc chủ giao, vì chủ mua anh về để làm nô bộc cho chủ. Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao cho những nhiệm vụ tùy theo công việc, hoàn cảnh gia đình. Chúng ta có ý thức mình là người tôi tớ của Chúa không? Chúng ta có đòi hỏi Chúa và biết ơn mình khi thi hành việc Chúa giao cho không? Chúng ta có muốn được công nhận, được ghi công trước việc mình làm không? Đừng nghĩ việc mình dấn thân cần phải được công nhận, nếu không thì sẽ chẳng cộng tác vào việc chung nữa. Suy nghĩ như thế là chúng ta còn làm việc vì hư danh hơn là làm vinh danh Chúa. Mỗi ngày sống, chúng ta luôn được mời gọi nhận ra mình là thụ tạo cao cả được Chúa cứu chuộc, để từ đó biết sống cho Chúa là cùng đích đời mình. Lạy Chúa, xin cho con biết dấn thân và phục vụ Chúa trong mọi người. Amen.